Bạn có thể cho biết là xuất phát từ ý tưởng nào mà bạn quyết định cho ra đời một dịch vụ hẹn hò trực tuyến là Rudycap được không? Trong một cái xã hội mà mọi người dành phần lớn thời gian của mình cho công việc thì cái việc hẹn hò hay là tìm một cái đối tượng để tiến tới một cái tình cảm nào đó thì nó sẽ bị hạn chế cơ hội. Khi mà sử dụng các cái dịch vụ hẹn hò đại trà thì lại gặp cái tình trạng là những cái thông tin ảo, ảnh giả, hồ sơ ảo rất là nhiều, dần dần trở nên mất lòng tin và cảm thấy là không yên tâm khi mà sử dụng các dịch vụ hẹn hò, thậm chí là gặp phải rất là nhiều những cái vấn đề tiêu cực hay là những cái mời gọi dịch vụ đen chẳng hạn. Chính vì thế mà khi mà tôi muốn tạo ra một cái dịch vụ hẹn hò thì cái đầu tiên mà chúng tôi muốn hướng đến đấy là phải đảm bảo chất lượng và uy tín cho cái cộng đồng hẹn hò của chúng tôi, và đảm bảo là sẽ không có những cái đối tượng mà có những cái mục đích, những cái hành vi xấu, những cái hành vi tiêu cực. Với cái việc mà chúng tôi sàng lọc cái đầu vào rất là nghiêm khắc, rất là chặt chẽ thì sẽ phần nào đảm bảo cho cái việc cộng đồng này sẽ luôn cư xử với nhau một cách rất là văn minh, lịch sự. Vậy thì Rudycap có phải là những cái bà mai thời công nghệ hay không? Chúng tôi không phải là dịch vụ mai mối mà chúng tôi là dịch vụ hẹn hò. Cái điểm khác nhau là gì? Khi mà dịch vụ mai mối thì có nghĩa là mọi người cam kết là tìm được một người phù hợp cho một người kia, và mọi người sẽ rất dễ có thể tiến đến những cái mối quan hệ yêu đương hay là hôn nhân. Nhưng khi chúng tôi tạo ra một cái dịch vụ và định vị nó là dịch vụ hẹn hò, có nghĩa là chúng tôi chỉ đơn thuần là mong muốn tạo cho mọi người một cái cơ hội gặp những cái đối tượng hẹn hò. Và từ những mối quan hệ chất lượng đó thì mọi người có thể lựa chọn. Thì rõ ràng khi mà với một cái định vị ban đầu như vậy thì chúng tôi không làm cho mọi người kỳ vọng quá cao vào cái việc là ở đây mọi người sẽ tìm thấy một đối tượng để tiến tới tình yêu hay là hôn nhân. Và trong thực tế là dù mới ra mắt 1.5 năm nhưng mà chúng tôi đã có những cái thành quả tôi nghĩ là rất là khả quan. Và thậm chí là mới đây thôi thì chúng tôi cũng mới được báo thông tin về một vài cái đám cưới của các thành viên. Gần đây nhất là đợt tháng 4 tới thì chúng tôi có 2 đám cưới của 2 cặp thành viên. Và chúng tôi thực sự khi mà nhận được cái tin đấy thì cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Bởi vì là rõ ràng ban đầu mình chỉ đặt ra những cái mục tiêu nó rất là cởi mở, rất là đơn giản. Nhưng rõ ràng là từ cái sự cởi mở đơn giản đấy, nếu mà mọi người nắm bắt và mọi người thấy là phù hợp thì mọi người sẽ có thể phát triển cái đó lên những cái mức cao hơn và thậm chí là cao hơn cả kỳ vọng của chính những người làm dịch vụ nữa. Công nghệ thì vốn là thế mạnh của nam giới, vậy thì một người phụ nữ như bạn khi mà hoạt động trong cái lĩnh vực này thì bạn có gặp phải những cái khó khăn gì không? Thực ra công bằng mà nói thì ban đầu cái Rudycap Dating, cái công nghệ nó lại không phải là cái cốt lõi, mà cái cốt lõi của cái dịch vụ Rudycap Dating ban đầu nó là dịch vụ. Công nghệ nó chỉ là một cái công cụ hỗ trợ và là một cái yếu tố giúp cho cái dịch vụ Rudycap Dating đến được với nhiều người hơn và giúp cho mọi người sử dụng cái dịch vụ hẹn hò một cách tiện lợi và nhanh chóng hơn. Tuy nhiên là năm 2018 tới thì chúng tôi cũng phát triển một cái ứng dụng là Tilani, ứng dụng hẹn hò thân thiện dành cho tất cả mọi người, thì thuần túy cái đó là hoàn toàn là công nghệ. Và rõ ràng là với là tư cách là một founder nữ và cũng không có những cái nền tảng kiến thức về công nghệ chuyên sâu thì tôi cũng gặp phải những cái khó khăn nhất định. Ví dụ như là khi mà mình không có những cái nền tảng cốt lõi về công nghệ thì cái việc là thiết kế sản phẩm hay là thiết kế những cái tính năng nó sẽ có những cái là chưa được thực sự sát với cả thực tế chẳng hạn. Mình phải khắc phục cái đó bằng cách là mình tự trau dồi, tự học hỏi, tự rèn luyện bản thân qua những quá trình làm việc và cọ sát. Và thứ hai là tôi nghĩ nên tìm được những cái người cộng sự, những cái người đồng hành ở trong công việc thực sự là có hiểu biết về cái lĩnh vực đó cũng như là có niềm tin, có cùng cái tầm nhìn với mình.